Ngày 27 tháng 6, công an cùng nhiều lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp làm rõ vụ án mạng tại căn nhà trong hẻm 19 đường Nguyễn Tư Nghiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, chiều 26 tháng 6, công an thành phố Thủ Đức phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ nghi phạm Lê Công Hậu quê Bến Tre để điều tra về hành vi phóng hỏa đốt nhà khiến hai người tử vong. Theo người dân sống ở hẻm 19, khoảng 2 giờ sáng 25 tháng 6, ngôi nhà của bà Kiều Thị Tuyết Lờ, 49 tuổi, sống tại hẻm này, bất ngờ bốc cháy dữ dội. Sự việc khiến hai con gái của bà L tử vong, ba người bà con mới lên ở nhờ hôm trước để chờ khám bệnh cùng bà L may mắn phá cửa sổ sau nhà thoát kịp. Một người phụ nữ cho biết, lúc đó cả xóm nháo nhào chạy vì sợ cháy lan, có người lao tới phụ dập lửa nhưng bất thành vì cháy lớn, từ nhỏ đến giờ mới thấy cảnh này. Người dân cho biết gia đình bà L mới chuyển về đây ở được 4 năm, bà L ít tiếp xúc với người trong xóm nhưng hiền lành. Một người hàng xóm khác kể, Thấy bà L bán sữa trên mạng, hai đứa con gái bán cà phê, sống với mọi người cũng rất hòa thuận, nên khi nghe vụ việc không ai dám tin. Theo lời người dân tại đây, Lê Công Hậu và bà L là những người cùng quê có mối quan hệ tình cảm, hậu từng hâm dọa phóng hỏa trước khi làm thật. Người hàng xóm cho biết, lúc trước ông Hậu có vợ, người vợ xuống nhà đánh ghen, bà L thê thảm lắm. Sau đó ông Hậu ly dị với người vợ rồi thường qua lại nơi đây, nhưng không biết vì lý do gì mà dẫn đến vụ việc này. Người này nói thêm, tối qua công an xuống dừng lại hiện trường, ông Lê Công Hậu khai dùng 3 can xăng, mỗi can 20 lít đặt trước cửa, bên vách nhà và tưới xung quanh bịt đường chạy của gia đình bà L. Bây giờ nhớ tới vẫn ám ảnh vì sợ.